Xin kính chào toàn thể quý vị khán thính giả của bóng đá Plus. Trên màn ảnh là Quang Hải và Tuấn Anh trong buổi tập thả lỏng sau trận đấu với Indonesia. Cả hai đang giải trí với bộ môn bóng bàn u là trời. Vâng, đây là Quang Hải. Rất kỹ thuật, một tình huống lốp và đã mang về một không dành cho Hải Con. Tuấn Anh và Quang Hải là những cầu thủ Việt Nam có khả năng làm thơ bằng chân với những vần thơ mỹ miều được tạo ra từ những pha xử lý bóng của mình và họ đang thể hiện. Vâng, vừa rồi thì tỷ số là một đều rồi. Cả hai đều đang thể hiện là những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân tốt nhất ở đội tuyển Việt Nam. Những tình huống chạm bóng của họ thôi là rất tinh tế, cú đánh đầu là của Quang Hải. Tuấn Anh đã đỡ được, tiếp tục là Quang Hải, một tình huống đánh đầu nhứ và trượt khá khó, nhưng không đánh đầu được nữa rồi. Lần này Tuấn Anh đã khôn khéo hơn khi đã đưa bóng đến vị trí mà có thể tạo ra một độ nảy bất thường. Sự bất ngờ luôn là thứ mà đội tuyển Việt Nam cần phải tạo ra ở mỗi trận đấu và ngay cả trong một cái trò chơi giải trí như thế này có vừa rồi là pha xử lý ronaldinho neymar messi của quang hải một combo đến từ ba siêu sao bóng đá nam mỹ rất khéo léo còn đây là một tình huống mà theo kiểu ibrahimovic vẫn là quang hải lần này thì anh tâng bóng theo kiểu sát lưới quang hải có những tình huống leo lưới rất hay bằng những pha xử lý ước lệ tượng trưng của mình độ chính xác phải nói rằng là phải sử dụng công thức toán học mới có thể đo lường được có lẽ đến thời điểm này thì hai cầu thủ đã không tính tỷ số nữa rồi vì trước đó tuấn anh đã đỡ một quả bóng à, fail của quang hải nhưng không sao, đây là một trò giải trí và phải nói rằng những giây phút như này là rất giá trị để cao thủ có thể giảm bớt được căng thẳng. Và chúng tôi đang thấy có vẻ như Quang Hải đang bị pressing, anh đang bị pressing bởi ánh mặt trời. Và có vẻ như hai cầu thủ sẽ quyết định di chuyển không bóng cái bàn thi đấu để tạo ra một không gian thi đấu khác hơn. Tất cả những sự thay đổi và những sự làm mới mình luôn luôn cần thiết diễn ra mọi lúc mọi nơi và đặc biệt là trong các trận đấu. Những đối thủ đang ngày càng đề phòng hơn, đang ngày càng nghiên cứu chúng ta kỹ hơn và đôi khi những sự thay đổi như thế này nó nhỏ thôi nhưng nó cũng mang lại sự bất ngờ dành cho đối phương đấy là thứ mà chúng tôi mong chờ nhất ở đội tuyển việt nam và trận đấu sẽ lại vẫn lại tiếp tục những vận thơ lại được gieo lên bởi tuấn anh còn đây là quang hải vâng hơi nhấp nhạt nhấp nhô một chút vẫn tiếp tục là quang hải và quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm sắp quay ngay kênh youtube bóng đá plus nhớ bấm chuông để cập nhật và theo dõi những hình ảnh thực tế nhất sớm nhất vui nhộn nhất từ đội tuyển việt nam được gửi về từ singapore cảm ơn rất nhiều hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của chúng tôi